Trước khi bước vào lượt trận cuối cùng tại Mông Cổ, đội tuyển Việt Nam vẫn đang dẫn đầu ở bảng D nhờ hơn Hàn Quốc ở chỉ số phụ. Do vậy, chỉ cần một kết quả hòa trong cuộc đối đầu trực tiếp với đối thủ này là đủ để thay cho huấn luyện viên Diego Justozzi bảo toàn được ngôi nhất bảng. Tuy nhiên, ở sân chơi Busan, đội tuyển Việt Nam vẫn được đánh giá cao hơn so với Hàn Quốc. Ở lần gặp nhau gần đây nhất tại giải vô địch Busan châu Á 2022, đội tuyển Busan Việt Nam đã đánh bại đội tuyển Busan Hàn Quốc với tỷ số đậm 5-1. Vì vậy, không có lý do gì đội tuyển Busan Việt Nam lại hướng đến một kết quả hòa. Thực tế, những diễn biến trên sân đã cho thấy sự áp đảo của đội tuyển Việt Nam trước đội Busan xứ Kim Chi. Các học trò của huấn luyện viên Justozzi dồn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc, trong khi đó Hàn Quốc đá với đội hình khá thấp. Lối chơi, kỹ thuật và khả năng tấn công đa dạng của tuyển Busan Việt Nam đã gây ra rất nhiều khó khăn cho đối phương. Dù vậy, tuyển Busan Việt Nam cũng phải mất 14 phút để tìm kiếm bàn mở tỷ số. Nhận bóng từ cánh phải, Dương Ngọc Linh và tung ra cú đá một chạm đẹp mắt không cho thủ môn Hàn Quốc cơ hội cản phá. Bàn mở tỷ số giúp tuyển Busan Việt Nam chơi thêm hưng phấn. Chỉ khoảng 2 phút sau, cách biệt được nhân đôi cho Việt Nam với pha dứt điểm như trái phá của Gia Hưng đưa bóng găm thẳng vào lưới đội bạn. Sang hiệp 2, Hàn Quốc gỡ lại một bàn nhưng điều đó cũng không giúp họ thay đổi được cục diện. Ngay sau đó, các học trò của ông Justozzi đã liên tiếp ghi thêm những bàn thắng theo phong cách tấn công đa dạng. Lần lượt Dương Ngọc Linh, Đinh Công Viên và Nguyễn Minh Chí điền tên lên bảng điện tử để nâng tỷ số lên 5-1 cho đội tuyển Busan Việt Nam. Mãi tới cuối trận, Hàn Quốc mới ghi thêm một bàn gỡ, khi trận đấu đã trở nên an bài. Chung cuộc, tuyển Busan Việt Nam thắng đậm Hàn Quốc 5-2. Kết quả này giúp tuyển Busan Việt Nam tiến vào vòng chung kết giải Busan châu Á 2024 với suất nhất bảng, với 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận, ghi 16 bàn, chỉ thủng lưới 3 lần. Trong khi đó, Hàn Quốc cũng đi tiếp với suất nhì bảng. Ở khu vực châu Á hiện tại, 4 đội bóng mạnh nhất gồm Iran, Nhật Bản, Uzbekistan và Thái Lan. Đội tuyển Busan Việt Nam đang nỗ lực góp mặt ở nhóm 5 đội mạnh nhất châu lục và tiếp tục kiếm vé dự World Cup. Thành công của Busan Việt Nam những năm gần đây có dấu ấn lớn từ định hướng và đầu tư của VFF, khi chúng ta hai lần dự World Cup, năm 2016 và 2021, đều giành vé vào vòng 1/8.